mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ ẩn được cái tài khoản Apple ID iCloud ở trên điện thoại iPhone của chúng ta. À, nếu như mà các bạn không muốn cho người khác có thể là dễ dàng truy cập được vào cái phần tài khoản Apple ID iCloud à, để có thể là thay đổi được mật khẩu cũng như là có thể là um, thay đổi được cái phần tài khoản Apple ID đăng nhập ở trên điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó là ẩn cái tài khoản Apple ID đi. Và ở đây trên điện thoại iPhone của mình thì mình đã thực hiện cái việc là ẩn tài khoản Apple ID và bây giờ mình vào cái phần cài đặt. À, khi mà mình vào phần cài đặt thì các bạn thấy là cái phần tài khoản apple id icloud đăng nhập ở trên điện thoại iphone của mình thì nó sẽ bị làm mờ như thế này và khi mà mình bấm vào thì mình sẽ không thể nào mà truy cập được vào có nghĩa là khi mà mình để ở chế độ này thì người khác cũng như là chính bản thân mình cũng sẽ không thể nào mà truy cập được vào phần apple id để thay đổi mật khẩu cũng như là thay đổi cái phần tài khoản đăng nhập ở trên thiết bị điện thoại iphone này và bây giờ thì nếu như mà mình muốn khôi phục cái phần này lại mình muốn truy cập được vào thì mình sẽ làm như sau mình sẽ kéo à, cái phần cài đặt lên và mình chọn là phần đó là thời gian sử dụng ở trong cái phần thời gian sử dụng này, mình chọn là phần đó là bật giới hạn. ở đây thì các bạn lưu ý chúng ta cần phải bật cái phần là bật giới hạn này lên. sau đó thì các bạn sẽ kéo lên. ở, ở dưới đây nó sẽ có một cái mục đó là cho phép thay đổi. thì mặc định cái phần là thay đổi mật mã và thay đổi tài khoản thì mình đã để ở chế độ đó là không cho phép. À, có nghĩa là sẽ không thể nào mà à, được phép là thay đổi mật khẩu cũng như là thay đổi cái phần tài khoản apple id của mình à, đang đăng nhập ở trên thiết bị điện thoại iphone này. và bây giờ mình muốn à, thay đổi mật khẩu cũng như là thay đổi tài khoản apple id thì mình sẽ bấm vào đây và mình sẽ chọn là phần đó là cho phép như thế này, mình sẽ chọn là phần cho phép, sau đó thì mình sẽ đóng cái phần cài đặt lại và mình sẽ mở cái phần cài đặt lên một lần nữa, thì lúc này cái tài khoản uh, Apple ID của mình sẽ được uh, hiển thị như thế này và mình có thể dễ dàng truy cập được vào như thế này, đó. và khi mà mình truy cập được vào như thế này rồi, thì mình có thể dễ dàng thay đổi được mật khẩu cũng như là phần thay đổi được cái phần tài khoản Apple ID đăng nhập ở trên điện thoại iPhone này. À, và nếu như mà à, bạn nào à, muốn sử dụng cái phần đó là ẩn cái tài khoản Apple ID thì các bạn sẽ vào cái phần là thời gian sử dụng sau đó thì các bạn vào cái phần đó là bật giới hạn này lên và các bạn chọn vào cái mục đó là cho phép thay đổi các bạn bật vào cho mình cái phần đó là không cho phép như thế này rồi à, thì nếu như mà người khác cũng biết được cái phần này và họ cũng vào cái phần này họ thay đổi cái phần này thì sao thì các bạn sẽ quay lại các bạn chọn cho mình vào cái mục đó là khóa cài đặt thời gian sử dụng và lúc này thì các bạn sẽ đặt cho mình một cái mật khẩu các bạn sẽ đặt cho mình một cái mật khẩu. Và trong khi mà các bạn đặt cái, cái mật khẩu như thế này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là cần phải đăng nhập cái tài khoản Apple ID vào. À, để tránh cái trường hợp là trong trường hợp mà các bạn quên mật khẩu thì các bạn vẫn có thể là khôi phục được lại cái phần này. À, nếu như các bạn không muốn đăng nhập tài khoản Apple ID này vào thì các bạn cần phải nhớ cái mật khẩu cho mình. Ở đây thì mình sẽ bỏ qua cái bước đó là đăng nhập cái tài khoản Apple ID vào. Mình sẽ nhấn vào phần đó là bỏ qua. Đó, mình sẽ nhấn vào phần hủy ở đây. Và sau đó thì nó sẽ hỏi là mình lại là bạn có chắc chắn là muốn hủy hay không. À, bởi vì là khi mà các bạn nào hủy như thế này các bạn quên mật khẩu thì các bạn sẽ không thể nào mà khôi phục lại được ở đây thì mình đã nhớ mật khẩu rồi thì mình có thể là bỏ qua cái bước này mình nhấn vào phần bỏ qua đó và bây giờ thì mỗi khi mà người khác muốn vào cái phần là bật giới hạn này và họ muốn thay đổi cái phần này thì bắt buộc là họ phải nhập mật khẩu vào có nghĩa là nếu như mà không biết mật khẩu thì họ sẽ không thể nào mà vào đây để thay đổi được và đó chính là cái cách để các bạn có thể là ẩn cái tài khoản Apple ID đi và sẽ không có ai có thể là có thể là thay đổi và cũng như là À, đổi cái mật khẩu tài khoản Apple ID của các bạn ở trong cái mục là cài đặt. Ở trên chiếc điện thoại iPhone mà các bạn đã đăng nhập cái tài khoản Apple ID của các bạn. Rồi, và bây giờ thì nếu như các bạn muốn hiển thị lại thì các bạn sẽ làm tương tự thôi. Các bạn vào phần thời gian sử dụng. Sau đó thì các bạn vào phần bật giới hạn cho mình. Các bạn à, cho phép nó hoạt động là được. Ở đây các bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào. Đó, sau đó các bạn nhấn vào phần cho phép. Rồi, và các bạn lưu ý nha, cái phần là đăng nhập vào tài khoản Apple ID để thực hiện cái bước này nó là không bắt buộc. À, nếu như trong trường hợp mà các bạn sợ là các bạn quên cái mật khẩu thì chúng ta nên đăng nhập cái tài khoản Apple ID vào. Còn trong trường hợp mà các bạn nhớ mật khẩu à, thì các bạn không cần thiết là phải đăng nhập cái tài khoản Apple ID iCloud của các bạn vào nha. Và trên đây là mình đã hướng dẫn chi tiết các bạn cái cách chúng ta sở ẩn được cái tài khoản Apple ID iCloud ở trên chiếc điện thoại iPhone của chúng ta để tránh trường hợp là có thể là bị người khác cũng như là người xấu có thể là thay đổi cái tài khoản Apple ID và mật khẩu của chúng ta trên chiếc điện thoại iPhone nha.